Mikishi, cô gái 26 tuổi gần đây đã khiến cộng đồng mạng không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở khắp châu Á hết sức sững sờ vì màn lột xác quá ngoạn mục của mình. Mikishi chia sẻ, cô từng tự ti đến mức không dám đi đến nơi công cộng, trầm cảm và nhiều khi bật khóc giữa lớp học chỉ vì bị bạn bè trêu chọc ngoại hình xấu xí. Mikishi chia sẻ với tạp chí SPA của Nhật Bản rằng khi còn là một học sinh trung học cơ sở, cô tâm sự với một người bạn cùng lớp về ước mơ trở thành người mẫu nhưng ngay lập tức bị chế nhạo. Ngay cả người bạn mà cô tin tưởng cũng cười nhạo, hỏi cô rằng gần đây cậu có tự soi gương không? Những lời miệt thị của bạn bè khiến cô nữ sinh trung học ám ảnh về ngoại hình của mình. Mikishi nghĩ rằng mình xấu xí và không bao giờ chia sẻ ước mơ, khát vọng với ai thêm một lần nữa. Cô luôn thấy các bạn đều dễ thương hơn mình. Mikishi kể, ngoài ra, tâm lý của tôi rất bất ổn và tôi thường bật khóc trong giờ học. Tôi đã nghĩ rằng mình không thể tiếp tục sống như vậy và khi tốt nghiệp, tôi đã chuẩn bị cắt đứt quan hệ với bạn bè. Tôi đã thú nhận với mẹ rằng tôi muốn phẫu thuật thẩm mỹ ngay khi tốt nghiệp. Sau đó, cô gái trẻ ấy đã thực hiện một loạt những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc của mình như cắt mí, mở góc mắt, nâng mũi, chỉnh cằm. Cô mong muốn chia sẻ của mình sẽ trở thành động lực để những cô gái không may mắn sở hữu ngoại hình không xinh đẹp từ khi sinh ra có thể tự tin theo đuổi ước mơ hóa thiên nga của mình. Cô chia sẻ hình ảnh của mình lên Twitter và khẳng định đây chính là thành quả sau nhiều lần giao kéo. Từ một cô gái bị bắt nạt và trầm cảm đến mức không dám soi mình trong gương, Mikishi đã tự tin vươn lên, vứt bỏ rào cản để sống đúng là chính mình và tự tin được làm những điều mình thích. Bạn có ấn tượng với màn lột xác vịt hóa thiên nga của Mikishi hay không? Hãy để lại ý kiến chia sẻ của bạn dưới video này nhé! Đừng quên đăng ký kênh của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam để cập nhật thêm nhiều video mới nhất về vịt hóa thiên nga phiên bản ngoài đời thực. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!